vẫn nên giao tiếp với họ bằng tiếng Anh, chứ không nên là đùng một cái chuyển sang tiếng Việt với nhau. Nó hơi mất lịch sự một chút. Có một số lưu ý cho các startup Việt Nam khi đi pitching tới các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ nhất là mọi người nên tìm hiểu về khẩu vị đầu tư của họ trước, vì mỗi quỹ có một cái khẩu vị khác nhau. Ví dụ như là mình có thể xem là họ đã đầu tư những dự án gì trước đó, tiêu chí đầu tư của họ ra sao, văn hóa trong công ty và trong quỹ như thế nào, để chuẩn bị bài thuyết trình của mình tốt hơn. Thứ hai là ưu tiên sử dụng các ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu trong bài thuyết trình, đặc biệt là khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính hoặc là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, để tránh gây nhầm lẫn và sự khó hiểu. Các startup nhiều khi bị lạm dụng quá nhiều những cái từ gây khó hiểu như là big data hay là AI. Thứ ba là bạn nên chuẩn bị câu hỏi mà các nhà đầu tư có thể hỏi về những cái Q&A mà họ có thể đặt ra, và tốt nhất là khi mà họ hỏi thì không nên kiểu tắt tiếng xong rồi, hoặc là cả cả team cả đội chuyển sang dùng tiếng Việt nói chuyện với nhau thì nó hơi mất lịch sự một chút. Nếu mà mình gặp lúng túng lúc đấy thì mình vẫn có thể là xin phép họ một vài giây để suy nghĩ, nhưng mà vẫn nên giao tiếp với họ bằng tiếng Anh, chứ không nên là đùng một cái chuyển sang tiếng Việt với nhau. Nó sẽ hơi bị làm mình hơi 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 bị không được chuyên nghiệp. NativeX, nền tảng học tiếng Anh online tối ưu cho người đi làm, giúp giảm một nửa thời gian học nhưng hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Đăng ký học thử miễn phí cùng giáo viên nước ngoài ngay.